Quý khán giả thân mến, trải nghiệm du lịch sông nước bằng tàu thuyền khám phá vẻ đẹp của vùng đất Cần Thơ từ lâu đã trở thành hoạt động du lịch hấp dẫn du khách trong ngoài nước. Tuy nhiên, cũng là sông nước và những vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, nhưng di chuyển bằng cano sẽ là một sự lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích cảm giác mạnh và sự mới mẻ. Xuất phát từ bến tàu du lịch Ninh Kiều, cano di chuyển nhanh tạo cảm giác phấn khích cho những ai yêu thích cảm giác mạnh. Và chưa đầy một phút là đến khu vực Cồn Ấu. Tại đây, cano được điều khiển để di chuyển chậm, len lỏi trong con rạch của cồn. Những du khách ngày càng cảm nhận rõ hơn về một Cần Thơ xanh và trong lành. Đi cano thì nó khác biệt, tức là mình có những cái khúc mình có thể trải nghiệm được, nó rất là nhanh, rất là phấn khởi. Nó cũng là lạ hơn những khi mà mình đi tàu. Sông nước rất là hữu tình và cái nhịp sống nó vừa có hiện đại mà vừa nó yên bình. Một trong những điều hấp dẫn của hành trình khám phá sông nước Cần Thơ bằng cano chính là du khách được tận hưởng cảm giác mênh mông giữa dòng sông Hậu kết hợp với Checking View có cây cầu Cần Thơ nối liền đôi bờ. Cái view này rất là đẹp, để thứ nhất là quảng cáo về Cần Thơ là có cầu Cần Thơ, rồi sông nước. Mà đứng ở đây thì mình chụp là mình thấy toàn cảnh của Cần Thơ. Tôi nghĩ đây là một cái tour rất là thú vị cho khách Tây và cho khách ở trên mọi miền đất nước về đây để quảng cáo cho cái du lịch của Cần Thơ. Được biết, đây là tour du lịch mới được công ty du lịch thám hiểm Mekong thử nghiệm và chuẩn bị đưa vào khai thác chính thức nhằm phục vụ nhu cầu của khách khi đến với thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cái thú vị nhất là chúng tôi sẽ được trải nghiệm hai điểm là ngắm bình minh buổi sáng và ngắm hoàng hôn buổi chiều trên sông Hậu. Đó là một cái sự khác biệt cực kỳ lớn. Cái tour thuần túy nhất của Cần Thơ là tour chợ nổi, cầu Cần Thơ, Cồn Sơn. Ngoài những sản phẩm chúng ta đã có trước đây, thì sản phẩm cano này nó sẽ đưa chúng ta đến những điểm không có giới hạn về cái khoảng cách. Nên chúng tôi có thể đi chương trình Cù Lao Dung trong ngày về. Chúng tôi có thể đi chương trình Cù Lao Ông Hổ, Cồn Sơn đi trong ngày về. Và tốc độ của cano thường di chuyển theo quy định đó thì được tốc độ là khoảng 1 km là 1 phút. Và cano chúng tôi là cano được đăng kiểm đầy đủ.